Bắp chân to thì phải làm sao? Thì chúng ta phải giảm mỡ toàn thân. Thì khi cơ thể giảm mỡ thì bắp chân mình sẽ được hưởng lợi, thì nó cũng sẽ giảm theo. Rồi hạn chế đi các loại giày dép cao gót và hạn chế tập các bài tập về phần bắp chuối nữa nhá. Thường á, bắp chuối to là do gen rồi. Nếu mà ai mà cơ bắp ở vùng đấy nó nhiều thì chúng ta hạn chế cái việc tập ở cái bắp chuối là được. Và cuối cùng thì sẽ có một số bài tập giãn cơ như sau để cái bắp chuối mình nó mềm mại hơn. Bài đầu tiên là chúng ta giãn cơ với form. Với cái này chúng ta thực hiện để form dưới bắp chân, từ từ lăn đi lăn lại, thực hiện 60 giây. Cố gắng là gồng người để có thể lăn được trên form nhé. Bài thứ hai, chúng ta thực hiện giãn cơ từng chân, chân trước chân sau. Có thể là sử dụng ghế hoặc bàn hoặc là cái thanh cửa sổ cũng được. Tự ấn người nhé, ấn sao cho lưng thẳng và cái chân phía sau là luôn áp sát chân xuống mặt sàn để không bị nhấc gót nhé. Và từ từ đẩy gối về phía trước, chân phía sau luôn thẳng. Thực hiện 60 giây từng bên một. Bài thứ 3 là chúng ta set up với cái bục cao khoảng tầm 10 đến 15 cm. Từ từ bước chân lên, đẩy người lên phía trước, làm sao cho cảm giác cái bắp chân mình căng hết mức có thể, giữ khoảng tầm 60 giây.